Bà hy sinh cả một gia đình bền vững chỉ để đổi lấy một đứa con trai. Rồi cuối cùng nó cũng không phải là máu mủ của mình. Nghĩ tới mà con thấy đau lòng cho ba quá. Mới đầu con nghe con cũng bàng hoàng hết người. Con không hiểu tại sao trên đời này lại có loại người như bà Kim nữa. Đã cướp đoạt rồi còn lừa gạt gia đình người khác nữa. Thật là quá đáng mà. Má, vậy bây giờ mình tính sao? Má có định nói cho ba biết không? Con thấy bây giờ mà nói cho ba biết thì ba sẽ hụt hẫng. Còn nếu không nói á thì chẳng khác nào là con tu hú nuôi con dò dỏ. Cách nào cũng không hay hết. Thôi đi con à, cứ coi như là má con mình không biết gì đi. Cứ để cho ba con sống trong ảo tưởng như vậy. Chứ nếu ông biết được, ông sẽ suy sụp hơn nữa đó. Con cũng nghĩ giống như má vậy. Ba đã mất hết gia đình rồi, ba chỉ còn đứa con trai là niềm hy vọng cuối cùng. Mình đừng nên dập tắt niềm hạnh phúc đó của ba nha má. Ừ. Với lại con thấy bé Hoài cũng đâu có lỗi gì đâu. Nếu mà ba bỏ nó thì tội nghiệp cho nó, đúng không má? Vậy mình thống nhất giấu ba chuyện này nha má. Kìa, cô ta đến rồi. Sao? Tới đây làm gì nữa? Sao tự nhiên đưa luật sư đến đây làm gì? Tôi nói cho ông biết, ông mà lộn xộn, tôi đưa con trai ông đi biệt xứ, đến lúc đó ông đừng có trách tôi. Kể từ hôm nay không nói chuyện với cô nữa. Để luật sư đại diện cho tôi làm việc với cô. Chuyện gia đình thôi mà, kêu luật sư tới làm gì? Ông mà làm tới, tôi đưa con trai ông đi mất đó. Cô. Ba à, để con nói. Nè, chiêu đó cô đã sử dụng quá nhiều rồi. Đừng có lạm dụng quá, không có tốt đâu. Ở đây không có chuyện của cô, im đi. Nếu muốn ba của cô yên ổn thì đừng có chọc tôi. Hai cái giấy xét nghiệm đó anh Toàn có giao cho tôi một bản. Cô có muốn tôi đưa cho ba tôi coi không? Giấy xét nghiệm gì vậy con? Giấy xét nghiệm bệnh án của anh Toàn mà. Không có chuyện gì đâu, ba đừng bận tâm. Hôm nay tôi đến đây đại diện cho thân chủ tôi để làm việc với cô về việc ủy quyền giám hộ cho bé Trần Minh Quay, đồng thời bãi nhiệm chức danh giám đốc của cô và ủy quyền lại cho cô Chiêu Ly. Quyết định này... Im đi. Tôi sẽ không ký vào biên bản đâu. Tôi sẽ kiện các người tới cùng. Thử coi các người có áp đảo nổi tôi không. Công an tới rồi. Xin lỗi, cô là cô Nguyễn Hoàng Kim đúng không? Chúng tôi được lệnh bắt khẩn cấp cô Nguyễn Hoàng Kim về tội cố ý gây thương tích cho người khác. Mời cô Kim theo chúng tôi về đồn công an. Mời cô đứng dậy. Tôi nhắc lại một lần nữa, mời cô đứng dậy. Yêu cầu cô hợp tác. Buông tôi ra, các người làm gì vậy? Buông tôi ra, buông tôi ra. Nhân danh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thay mặt hội đồng xét xử quyết định tuyên bố Nguyễn Hoàng Kim phạm hai tội cố ý gây thương tích và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, áp dụng các điểm A, điểm H
khoản 1 và khoản 2 tại điều 104, điều 139 Bộ luật hình sự. Tuyên phạt bị cáo 3 năm tù, áp dụng điều V khoản 1, điều 46 khoản 4, điều 140 Bộ luật hình sự. Tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Kim 15 năm tù, áp dụng điều 51 Bộ luật hình sự về tội chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên. Tổng cộng hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cho hai tội là 18 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 15 tháng 4 năm 2012. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố bế mạc phiên tòa. Chị, em sẽ xin giảm án cho chị. Em nghe đây anh. Hình như hôm nay em tiếp quản công ty đúng không? Chúc mừng em. Anh quan tâm, em mừng lắm. Em định trưa nay tới gặp anh. Em muốn mình đi ăn trưa với nhau. Em muốn gặp anh để cảm ơn anh về những gì mà anh đã làm cho em. Mình gặp nhau được không? Đừng tìm tôi nữa, cũng đừng gọi. Tạm biệt. Alo, anh Toàn. Thank you.
Sau tất cả những gì đã trải qua, không phải tôi không thấy được sự hối hận của em. Em cũng đã làm hết sức để cứu vãn mối quan hệ của chúng ta. Nhưng bây giờ tôi không thể tiếp nhận em một cách trọn vẹn như chưa từng bị tổn thương. Tôi sẽ qua Mỹ với gia đình một thời gian. Trong thời gian đó, tôi sẽ suy nghĩ xem mình có thể quên tất cả được không. Nếu ngày tôi trở lại mà em vẫn chưa có ai khác, thì mình sẽ làm lại từ đầu. Còn nếu không thể chờ được, thì em cứ tìm tới hạnh phúc khác. Tôi không trách gì hết. Đời anh như giấc mơ giữa ngàn giông tố điều hòa. Đời em như những hoa vẫn ngát thơm ngọc lan. Tìm em trong giấc mơ, em loài hoa trắng tinh mơ. Mùi hương bay ngất ngây khiến cho lòng anh say. Thơm ngọc lan, đời em như nhánh hoa.